Mứt mãng cầu em tự làm đây cả nhà ơi, nhìn có ngon quá không Thì dạ? chuyện là cái trái mãng cầu hôm bữa nè mua tới nay nó mới hơi chín thôi chứ chưa được chín dữ lắm đó cả nhà. Cả nhà nhìn thấy em nè, cắt cũng cắt không ra luôn á, bị gì nó vướng mấy cái hộp với lại nó còn hơi sống sống á. Mà con bé bán mãng cầu á thì nó bảo là chị ơi, sống sống vậy ăn mới ngon nha, với lại á mình có thể mình coi được mình bị hư cái chỗ nào á, mình cắt bỏ đi cái chỗ đó, chứ còn mà để chín quá nhiều khi có bị dòi á. Mãng cầu ấy với màu của con dòi nó giống giống nhau. Còn sống sống như thế này á thì có thể là biết chỗ nào hư thì mình cắt bỏ nha. Sau khi ngâm được tầm 3 giờ á thì em gắp hết ba cái mãng cầu qua cái chảo chống dính và đem đi sên. Khi nào mà thấy nó khô lại như thế này á rồi mình bỏ lên cái mâm hay gì mình đem đi phơi. Còn đây trời âm u quá cho nên bỏ vô lò em sấy tầm 2 tiếng là nó ra được hai mẻ như thế này. Dù mãng cầu mà nó hơi sống sống chín chín á thì làm ra mứt rất là dẻo và ăn nó giòn giòn sực sực á, rất là ngon luôn. 1 ký mãng cầu em cho tầm 400 gram đường á thì vị ra rất là ngon, chua chua ngọt ngọt, ăn không có hề bị ngán tí nào luôn.